lần đầu tiên cũng xin gửi đến lời chào đến quý vị và xin chúc cho công ty Thành Danh ngày càng thành công hơn, phát triển hơn, làm ăn phát tài phát lộc, nhiều thuận lợi may mắn hơn ạ. Và xin chúc cho đoàn thể gia đình của chúng ta có một mùa xuân thật là ấm áp vui tươi và đầy lý hình chương trình. Bây giờ chúng ta quẩy được chưa ạ? Chuẩn bị tinh thần lên nhỏ này, nó gần dữ lắm, gần ủa bác gái lên xem với cái thuốc được tên yêu là gì. Những khi chia